Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Sao Hai Chữ. Đây là vòng 3, vòng chinh phục bảng vàng. Mời các em nhìn lên bảng. Xin mời câu hỏi. Đấy, 42 ô. Các em muốn ký ức ùa về. Ô nào? Tụi em đừng... 21 à? Cái nào đọc lớn hơn em? 21 thì cứ mỗi câu là 7 cái nha. Là mỗi câu 7 cái. A1, A6, A1, A6, B1, B8, B1, B8, A3, B... Hả? Con chọn đi. Ủa, không chọn dưới hả ta? Không, tức là bây giờ mình cứ chọn một loạt đi. A1, B4, B4, B5 luôn không? B7, B7. Rồi, câu 2. Y chang. Y chang vậy hả? Dạ. Rồi, câu 2 y chang vậy. Không, câu 2 y chang nhưng mà em đổi từ D7 thành D6 đi ha. D6, D8. Thế thôi, thế D7 đi ạ. D4, D1. Từ D6 qua D7. Rồi, rồi D7. Y chang. Rồi, câu 3 y chang vậy luôn không? Dạ. Rồi, photocopy. Bây giờ chúng ta hãy coi những cái ô chữ này bên dưới nó là cái từ gì. Và hãy chú ý nghe cả cái gợi ý của anh để chúng ta đoán ra những câu ca dao này trong vòng 120 giây nha. Xin mời ô chữ. Câu số 1. Câu ca dao này có nhắc đến một món ăn ngợi ca đời sống vợ chồng hạnh phúc. Dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Chính xác. Câu 2 gợi ý. Câu ca dao mang một hình ảnh đẹp về sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa. Em qua câu 3 được không ạ? Câu thơ trong truyện Kiều diễn tả ước mong thầm kín đầy tha thiết Thúy Kiều với Kim Trọng. Con muốn đọc không? Người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm. Trăm năm biết có. Duyên gì à? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Chốt không? Duyên gì hay không? Nhớ mãi mãi. Cái gì hay không đúng không? Gì hay không? Có. Rồi, lại. Câu giữa đi con. Có được gì hay không? Ok, duyên gì hay không đi. Duyên gì hay không ha? Câu đọc giữa. Liên tục đi em, đọc nhiều đáp án để biết đâu mình đúng sao. Câu thứ ba, chốt không? Câu thứ ba, đọc lại người đi. Người đâu gặp gỡ làm chi, người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không? Ok nha. Chốt. Chốt không? Chốt ạ. Chính xác. Đường dài. Ủa? Đường dài ngựa, đường dài ngựa chạy mất tâm. Người đường dài ngựa chạy biệt tâm. Biệt tâm. Người thương. Hình ảnh đẹp về sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa. Có nghĩa biệt đấy, tâm cái gì cũng về đó. Trăm năm cũng về. Người đường dài ngựa chạy biệt tâm. Người thương đọc rõ ràng, nhanh lên sắp bây giờ rồi. Đường dài ngựa chạy biệt tâm, người thương có nghĩa trăm năm cũng về. Chốt không? Chốt. Chính xác. Yeah. Wow. Khớp thời gian luôn, còn có 3-4 giây vậy đó thôi. Và như vậy là đội Trọng Khanh trả lời đúng được cả 3 câu ở vòng cuối cùng này. Xin chúc mừng các em. Mời các em xuống đây. Thưa quý vị, ngày hôm nay... Ủa gì vậy? Có chạy lên như vậy? Nhận người quen. Rất tiếc là các em không có micro nên nói không ai nghe đâu. Thôi kệ, thưa quý vị, hai chàng trai này cũng chạy lên đây để chung vui với hai cô nàng này cũng được. Khi mà Tia và Vicky giành chiến thắng như vậy thì Hiếu chạy lên ôm chầm lấy người yêu của mình và thấy rõ ràng nói thỏ thẻ bên tai: em ơi, nhớ về chia tiền cho anh. Và số tiền thưởng mà Tia và Vicky mang về, Stella, 155 triệu đồng. Và chúc cho tất cả mọi người có một mùa lễ tình nhân thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và nhớ đừng quên giờ phát sóng của chương trình Sao Hai Chữ quý vị nha, 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Thưa quý vị,
người bên tay trái đại nghĩa là Tiến Công và Nhung Humigo. Bên phải đại nghĩa Hữu Tính cùng với trời ơi đây cất giọng ca lên cái liền em. Đó, nghe như đó thôi biết cái cô này cái giọng hát cũng không bình thường nghe. Hải Yến